Xin chào các bạn, tôi là ADN. Hôm nay thì tôi sẽ làm bài tiếp theo để hướng dẫn các bạn về hệ quản trị cơ sở dữ liệu PHP MyAdmin. Thì ở những bài trước thì mình đã giới thiệu cho các bạn về ngôn ngữ PHP cũng như là cách cài đặt WAM server và cách để cấu hình một domain ảo để chạy ở localhost. Như vậy thì chúng ta đã biết được một số kiến thức cơ bản và hiểu được PHP vận hành như thế nào. Thì để PHP vận hành thì chúng ta cần có một cái hệ cơ sở dữ liệu quản trị cái cơ sở dữ liệu của website. Thì như vậy thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu PHP MyAdmin. Thì sau khi cài đặt WAM server thì chúng ta đã có WAM localhost chạy như này. Đó. Thì nếu bạn nào không thích thì có thể ấn vào PHP MyAdmin ở đây thì nó cũng vào, mà nếu không thì bạn có thể gõ trực tiếp lên trên này thành như này. Gõ trực tiếp lên như này. Đó, bạn gõ localhost thuộc PHP MyAdmin, bạn enter là nó sẽ vào trang hệ quản trị cơ sở dữ liệu PHP MyAdmin. Đó, nó đang vào rồi. Rồi ok. Thì ở cái PHP MyAdmin này ấy, thì cái khi mà bạn cài đặt xong ấy thì cái username mặc định sẽ là root, còn password là để trống. Đó thì bạn ấn go này để login. Đó thì ở cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu này thì tôi sẽ giới thiệu qua cho các bạn xem. Ở đây là giao diện đầu tiên khi chúng ta nhìn thấy cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu này. Thì ở bên cột bên trái này là các icon như là home này, logout này, documentation này và một số các cái icon khác. Những cái này thì các bạn cũng chả bao giờ dùng. Thôi cái đấy thì tôi chỉ giới thiệu qua một số cái icon cơ bản thôi. Logout thì là out cái này ra ngoài, ví dụ mà bạn dùng ở trên, sau này bạn dùng ở trên server thật ấy thì bạn không nên để kiểu họ sẽ những người khác mà họ vào được, họ sẽ đăng nhập vào, họ xóa mất các cái dữ liệu của bạn đi thì sẽ mất cái web luôn, dữ liệu của web sẽ mất luôn. Thì ở đây thì bên tay trái cột trái này là có các cái cơ sở dữ liệu và đây là tên của các cơ sở dữ liệu, ví dụ như là information schemer, là đấy là một cái mặc định mà thằng PHP MyAdmin này nó tạo ra. Còn ở đây tôi có các cái cơ sở dữ liệu mà tôi đã tạo, ví dụ lập trình 360 này, training này, vest này, Zino này, vân vân. Đấy thì ở đây tôi sẽ bây giờ trên này thì có các cái menu này. Menu này sẽ giúp cho bạn là truy cập đến những cái menu như là nó ghi ở đây. Ví dụ như đây là database thì nó sẽ liệt kê ra các cái cơ sở dữ liệu. Đó, tôi có bao nhiêu cái rồi họ nó liệt kê hết. Cái SQL này, SQL làm nhiệm vụ gì? Bạn thích tạo cơ sở dữ liệu bằng SQL thì bạn tạo. Ví dụ bạn có thể gõ là Chris database name gì gì đó, example gì gì đó. Đó, thì bạn gõ vào đây xong bạn chỉ cần go một cái là nó sẽ thực hiện ngay. Tí nữa tôi sẽ làm thử cho các bạn xem. Ở đây là các cái tab khác, ví dụ status này, user account này. Thì những cái này thì sau này tôi sẽ hướng dẫn cụ thể vào những bài sau. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi vào những cái cơ bản thôi. Đó, một số cái export này. Export này làm nhiệm vụ gì? Ví dụ tôi có hệ cơ sở dữ liệu này gồm cái n cái cơ sở dữ liệu này thì tôi sẽ export ra để tôi đưa sang một cái server khác. Còn ở đây là tôi có một server thôi. Đấy. Thì tôi export ra thì tôi lại đưa được các server khác, tôi thích chọn cái nào tôi chọn. Đấy. Đấy thì cái export làm nhiệm vụ là xuất ra một file để tôi import lên một server khác. Nó cũng tương tự như vậy, thì khi bạn có một cái file cơ sở dữ liệu ở đâu đó bạn mang về nhà, bạn muốn ví dụ bạn làm ở công ty, làm ở trường học, bạn mang về nhà bạn muốn code tiếp ấy thì bạn import vào đây. Bạn chọn cái file đấy. Đó, ví dụ như ở đây tôi có n file nào đó thì ta chọn vào thì nó sẽ sau khi import thì nó sẽ hiện ra ở cột bên này. Đó. Còn các setting này, replication rồi variable này thì các cái này thì mình sẽ nghiên cứu sau. Thực tế là chúng ta cũng rất ít khi dùng những cái này, chủ yếu là thao tác trên cơ sở dữ liệu thôi. Thì ở đây bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo thử một cái cơ sở dữ liệu để các bạn xem nhá. Ở đây tôi sẽ tạo một cái DB tên là demo DB nhá. Tôi tạo cho các bạn xem này. Ở cái demo DB này thì tôi sẽ chọn cái kiểu của cái UTF-8 cho cái DB này để ví dụ sau này tôi lưu các bài viết mà dạng UTF-8 Unicode ấy,
tiếng Việt có dấu thì nó không bị lỗi. Tôi sẽ chọn cái 0CI nhá. Đó, rồi tôi create này. Create nó. Đó, ok, đó, vậy là tôi đã được một cái cơ sở là demo DB. Đây các bạn nhìn bên trái này nó hiện ra đây này. Và trên này thì cũng có thể click vào lại vào chỗ database này để xem. Đó, demo DB tôi đã có rồi. Đó. Thì tạo như này xong thì chúng ta đã có một cơ sở dữ liệu. Vậy bây giờ chúng ta sẽ trong các cơ sở dữ liệu này thì đều có bảng nhá. Ví dụ như là cái lập trình 360 này, cái demo DB này của tôi là đều có, thì là tôi sẽ phải tạo bảng nhá. Đó. Bây giờ tôi tạo thử một bảng là user nhá. User sẽ là lưu các cái thành viên ở trong cái cơ sở dữ liệu này. Tôi làm 5 cột đi. 5 cột đi. Ok. Rồi, ở đây nhá. Tôi set cái cơ bản là cái đầu tiên ấy thì mỗi cái bảng thì sẽ có phải có cái ID để định danh cho cái record đấy, thì cái ID này nó sẽ tự tăng. Đây, chúng ta sẽ làm như này. Đó, tôi đặt tên là ID này. Ở đây tôi chọn là kiểu in, tức là integer ấy, tức là kiểu số. Thì chỗ này thì mặc định nó cũng đặt là len là 11 thôi. Thì cái này mình không chấm vào thì không đánh vào thì nó cũng sẽ tự chọn. Ở đây tôi chọn là cái này là not null nên không được tích vào null nhá. Ở đây mình sẽ chọn là auto increment, tức là nó sẽ cái số nó tự tăng ấy. Các bạn không cần đánh cái số ở đâu, số này là sau này nó sẽ tự tăng để các bạn làm định danh cho bài viết. Cái này thì tôi nói như này để cho các bạn biết thôi, để sau tôi sẽ hướng dẫn một bài cụ thể về cái việc là code cái làm sao nó như nào, tại sao phải đặt như thế nhá. Đó. Thì khi tôi đặt nó là auto increment thì cái hệ cơ sở dữ liệu này nó hiểu luôn là à đây là trường này tôi đặt là khóa chính, tức là primary. Đó, tôi thấy nó chọn như vậy rồi. Tôi ok luôn. Go. Đó, vậy là được một trường. Trường thứ hai tôi sẽ đặt là username. Username này thì tôi đặt dạng là vacha. Tôi đặt khoảng 100 thôi. Tại vì là username thì thường thường là nó chỉ cỡ khoảng tầm vài chục ký tự là nhiều lắm rồi, chả ai đặt dài cả. Cho tôi cứ đặt vậy cho nó thoải mái. Rồi, password nhá. Cái password này ấy, thì bây giờ tất cả các cái password thì mình phải mã hóa dữ liệu người dùng, nhưng không thể ví dụ như kiểu là sau này tôi có nhiều người dùng mà tôi lại vào tôi đọc hết cả mật khẩu của người dùng, như vậy thì như vậy là không được. Vậy tôi sẽ chọn cái vacha này nhá. Đó, cái dữ liệu tôi để dư tí 150 ký tự chẳng hạn. Sau này cái này password này mình sẽ để là MD5 nhá, đó là mã hóa một chiều nhá, không giải ngầm sẽ không giải mã được. Mã hóa thì có mã hóa hai chiều, mã hóa một chiều. Thì mình dã hóa mã một chiều để không giải mã được, để không thể biết được là cái password là gì nhá. Đó, những cái này thì đều là not null hết, thì mình không thể để null được cái không tích vào cái cột null này nhá. Đó, rồi tiếp theo là cái cột này là cột trạng thái đi. Ở đây tôi đặt là status. Thì ở đây thì cái này thì nó chỉ là status trạng thái, nó chỉ là 0,1 thôi. Cho nên tôi sẽ đặt là tiny integer nhá. Đó, đặt default này. Những cái trên các bạn muốn đặt default thì đặt, còn đây những cái đấy tôi không đặt default vì tên với cả mật khẩu không bao giờ có default. Rồi bây giờ tôi đặt default mặc định là 0. Đó, thì lần sau ví dụ tôi muốn lần tôi tạo bản ghi thì nó sẽ tự ghi vào đây là 0 luôn. Nếu tôi muốn đổi thành 1 thì tùy. Thì 0,1 thì tương đương với trạng thái là kích hoạt tài khoản này hoặc là block nó. Đấy, dạng như vậy. Sau này tôi sẽ tổ chức dữ liệu thế. Cái cột dưới này tôi sẽ ghi là create time nhá. Đó. Thì cái này cũng dạng integer vì sau này sẽ lưu cái dạng ngày tháng, dạng số. Thì cái này thì khi mà vào bài PHP thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể hơn. Rồi bây giờ tôi xếp lại này. Đó, các bạn thấy chưa? Rồi tôi đã tạo được một cái bảng là user rồi. Đó, bây giờ tôi sẽ nhìn thấy này, ID là khóa chính này, nó có cái hình cái khóa màu vàng các bạn này. Username, password, status và create time nhá. Đó, thì khi mà bạn lưu cơ sở dữ liệu thì nó sẽ lưu như nào? Hiện tại này, tôi browse này. Browse thì chưa nhìn thấy bất cứ một cơ sở dữ liệu nào, hiện tại nó đang báo đây này. Zero row này các bạn nhìn thấy không? Đó, bây giờ tôi sẽ insert một cái mặc định vào đây. Insert thử một cái vào đây. Bây giờ tôi đang thao tác toàn bộ bằng cơ sở dữ liệu hết nhá. Còn sang bài tới thì tôi sẽ đi cụ thể vào là PHP sẽ tương tác với cơ sở dữ liệu như nào nhá. Đó, thì ở đây username cái ID này thì bạn không cần đọc, không cần đặt. ID này nó sẽ tự tạo cho mình. Tôi sẽ tạo cho bạn xem luôn. Username tôi đặt là ví dụ như là tôi đặt tên tôi đi, Đặng Hồng An nhá. Đó, mật khẩu ấy thì tôi phải chọn cái dạng mã hóa MD5. Đó. Rồi, mật khẩu tôi để tạm là 12456 đi. Đó, cái status này ấy, thì vì nếu mà tôi không chọn ấy thì nó đã set mặc định là bằng 0 rồi. Đó thì tôi để nguyên như này. Còn cái time này ấy,
Thì sau này thằng PHP nó có một hàm sinh tham á, thì mình sẽ lưu vào đây bằng PHP. Còn hiện tại tôi để trống. À, trường này là tôi đang không cho null, cho nên tôi không đặt để trống được, tôi để tạm là 1 nha. Cái này sau này tôi sẽ sửa lại khi mà vào PHP tôi sẽ hướng dẫn. Tôi đặt tạm như này thôi. Đó, go này. Đó, thì các bạn nhìn này, nó báo này. Đã một row đã được insert này. Đấy, insert row ID có số bằng 1 nha. Thì các bạn nhìn này, ở đây ấy, thì nó cũng sinh ra một câu SQL cho các bạn xem luôn. Đó, thì tôi copy câu này, tôi sẽ làm thử cho các bạn xem nhá. Đây, vừa nãy là tôi thêm bằng cái cột insert này, thì tôi nhìn thấy pros của nó là bây giờ hiện tại là đã có một tổng cộng có 1 này. Đó, và ID hiện tại bằng 1 này, tên là Đặng Ngọc An này, password này là mã hóa rồi, các bạn nhìn thấy không? Mã hóa tôi không thể đọc được, nếu tôi không biết mật khẩu thì tôi không thể đọc được, đúng không ạ? Đó, bây giờ tôi có thể đổi trạng thái cái này lên thành 1 chẳng hạn đó. Đấy, thì chỗ này nó cũng có báo, đây nó có báo một câu SQL luôn. Lúc nào nó cũng báo một câu SQL nhá. Bây giờ tôi sẽ copy cái câu SQL này ra ngoài luôn. Vừa nãy tôi copy câu đầu tiên insert rồi, giờ tôi sẽ copy câu update này ra ngoài nhá. Tôi mở cái notepad cộng cộng tôi lưu tạm vào đây. Đó, thì các bạn thấy là tôi đã có hai câu SQL, thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng SQL trong PHP Manmin nhá. Đây nhá, hiện tại tôi đã có một đấy rồi. À, bây giờ tôi sẽ set thêm cho cái này nữa, tại vì tôi không muốn username trùng nhau. Vậy tôi phải vào cái structure này, như là cấu trúc của bảng. Tôi set cái username này là unique nhá. Cái unique này để đảm bảo cho username không bao giờ trùng. Đó, nó hỏi tôi có muốn set không. Nó dùng câu, các bạn nhìn nó execute câu alter table user as unique username chưa. Đấy, thì cái này nó chính là cái câu SQL mà nó chạy đấy. Đấy, nó alter tức là gì? Alter tức là mình sửa cái bảng này ấy. Đấy, cái bảng user này mình thêm cái unique cho cái trường uname này nhá. Đấy, mình giải thích cụ thể từng cái câu để các bạn xem luôn. Ok này. Đó, thì nó add rồi. Unique này nó sẽ có cái dấu index bên đây này. Khi một trường được đánh unique thì mặc định nó sẽ là index luôn nhá. Index tức là đánh chỉ số cho cái cột này đấy. Cái này sau này các bài cụ thể mà khi nào cần thì tôi sẽ giải thích về cái index là gì. Đó. Thì như vậy là tôi đã nhìn thấy là sau khi tôi thêm được cái cột đầu tiên thì giá trị đầu tiên là ID bằng 1, user bằng Đặng Ngọc An, password thì mã hóa rồi. Nếu mà tôi không biết thì tôi không đọc được. Còn vừa nãy tôi đặt là 12456, đương nhiên là tôi nhớ là tôi đặt mà. Đó. Cái status bằng 1 đúng không? Cái create time thì hiện tại tôi đang đặt tạm thôi các bạn, chưa cần biết. Sau này tôi sẽ hướng dẫn các bạn lấy cái time này bằng PHP. Thì cái time này tôi cũng không thể nhớ được mà tôi phải dùng PHP sinh ra cơ. Đó nhá. Thì bây giờ tôi sẽ sử dụng cái câu SQL mà vừa nãy tôi đã copy khi mà nó tạo bằng cái việc tôi dùng cái insert đấy nhá. Đấy, thì vừa nãy tôi bảo các bạn là có cột SQL này để sử dụng câu lệnh này. Đó, tôi ấn SQL. Nó có viết cho tôi một câu sẵn để tôi select, nhưng mà hiện tại tôi chưa dùng câu select này, tôi xóa đi. Tôi paste cái vừa nãy vào nhá. Đó. Rồi, các bạn nhìn này, câu vừa nãy nó tạo cái username bằng Đặng Ngọc An. Các bạn nhìn nhá, tương ứng này ID này. Null này, tại vì sao? ID mình không cần đánh đúng không? ID nó sẽ tự tăng. Username này, Đặng Ngọc An này. Đấy, password thì là MD5 của cái 12456 này. Status thì chính là 0 này. Create time thì chính là 111 này. Đó, thì cái này nó sẽ tạo câu lệnh là insert into user, nghĩa là cái này là thêm vào trong bảng user với các trường này, với cái giá trị value tương ứng như này. Thì nó cũng sắp xếp theo thứ tự bạn nhá. ID thì xong rồi ID luôn này. Username thì đến Đặng Ngọc An luôn này. Đó, nó sắp xếp theo thứ tự. Bây giờ tôi sẽ đổi lại này. À, bây giờ tôi sẽ thử insert lại xem nó có bị trùng không đó nhá. Vừa nãy tôi đã đánh tránh trùng rồi, tôi đánh unique. Unique là tránh trùng ấy. Thì cái Đặng Ngọc An này, bây giờ tôi insert lại lần nữa tôi xem nó báo gì nhá. Tôi sử dụng câu này này. Đó, nó báo lỗi này. Báo lỗi là 1062 duplicate entry Đặng Ngọc An for keys username này. Đó, thì đây là nó đã báo lỗi rồi, nghĩa là mình không thể thêm được một bản ghi nữa như vậy ở cái câu này. Errors SQL query thì chính là câu này mình vừa thêm đúng không? Bây giờ nó sẽ bảo là cái lệnh như vậy là sai rồi, bị duplicate rồi. Bây giờ tôi sẽ sửa lại, tôi không thêm là Đặng Ngọc An nữa mà tôi thêm Đặng Ngọc An 2 đi. Mật khẩu bây giờ tôi sẽ không để là 123456 nữa, tôi để 123. 123. Đó. Bây giờ các cái số này thì tôi chẳng cần được, hoặc tôi có thể đổi thành 1 được. Đó, tôi thích giá trị gì tôi sẽ insert vào giá trị đấy. Bây giờ tôi sẽ thử chạy lại câu này xem. Go. À, ok, nó báo rồi. Đã thêm một cái bản ghi và cái row ID có số bằng 2 nhá. Bây giờ chúng ta sẽ pro xem lại này. Pro, đó, chính xác chưa? Tôi đã vừa thêm một bản có số 2 đây. Đó, đó.
Rồi, như vậy là tổng cộng là tôi đã có hai decode rồi. Đó, các bạn thấy chưa? Thì ở cái cơ sở dữ liệu thì chúng ta làm như vậy đấy, nghĩa là thêm cái cơ sở dữ liệu, xong rồi thêm bảng. Bảng này thì chúng ta sẽ tạo các cái trường của nó, và khi ta thêm giá trị vào đây thì nó sẽ lưu giá trị vào đây. Như vậy là tôi có thể lưu được rất nhiều cái username này. Ví dụ tôi có 1.000 người dùng thì tôi sẽ tương đương tôi có 1.000 cái ID này. Đó, thì như này thì ví dụ sau này, ví dụ người này truy cập, người kia truy cập thì tôi đều có dữ liệu của họ hết. Họ có thể truy cập với cái tên đăng nhập và ai và cái password mà họ đã làm, được chưa? Đó, thì cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu nó giúp cho mình tạo các cái cơ sở dữ liệu và lưu thông tin của mình cần thiết vào đó để cho website có thể chạy được. Đó, thì ở bài này thì tôi chỉ giới thiệu đơn giản cho các bạn về cái cơ sở dữ liệu qua vậy thôi. Thì ở những cái này thì các bạn có thể, những cái này thì các bạn nào mà chưa học các cái câu query ý, thì các bạn cứ dùng những cái chuyện insert rồi các bạn sửa trực tiếp vào đây thì nó sẽ sinh ra câu query như vừa nãy tôi có. Đấy, thì các bạn chỉ cần thay đổi giá trị là xong. Còn nếu các bạn muốn tìm hiểu nhiều thêm nữa thì các bạn có thể gõ lên mạng search các cái câu query ở đấy, nó nhiều lắm, thì mình dùng cái gì thì mình lấy cái đấy thôi. Ví dụ này, tôi có thể bỏ cái PHP này đi. Tôi sẽ search là PHP MyAdmin đi. Search cụm này nó cũng chưa thôi rồi. Tôi search MySQL query insert thế nào. Rồi, đây, tôi vào đây xem nào. Đó, ở đây nó cũng giới thiệu cho các bạn nhá. Này, insert into statement, câu lệnh insert into thì được sử dụng để thêm một cái bản ghi mới vào cái bản và cái bảng MySQL. Đó thì nó cũng tương tự là insert into đến table name xong column 123 thì cái giá trị sẽ là 123. Đó, thì các bạn thấy chưa? Nó tương đương với câu này mà tôi đã được copy ở đây. Thì cái việc này thì các bạn nhớ được thì các bạn nhớ thì các bạn gõ nhanh, còn bạn không nhớ thì các bạn copy cho nhanh. Thì tôi thì thực ra là tôi làm lâu năm thì tôi cũng nhớ rồi. Nhưng mà tôi muốn sâu cái cách dễ nhất để cho các bạn sử dụng, bởi vì các bạn bây giờ mới tiếp cận thì bây giờ nhớ nó cũng khó, được chưa? Thì các bạn cứ dùng như cách mà tôi vừa làm ban đầu ấy, insert vô rồi copy nó là xong. Thì nó rất đơn giản. Bây giờ mình cứ làm dập khuôn thôi, mình chỉ copy dập khuôn thôi, mình hiểu nó chạy như vậy là được. Còn lần sau khi mà sau này thì mình sẽ làm những câu phức tạp hơn, join rồi unique các thứ, nó nhiều lắm. Thì các bạn cứ dùng dần dần. Đấy, thì bài này thì tôi chỉ hướng dẫn qua như vậy thôi. Đấy, thì cảm ơn các bạn. Khi mà các bạn theo dõi cái series này thì tôi sẽ còn nhiều bài hơn nữa. Thì các bạn cứ để lại các cái comment để hỏi về những cái vấn đề mà các bạn muốn, thì tôi sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn trong sau khi mà tôi đọc comment của các bạn. Và các bạn có thể góp ý với tôi để tôi có thể làm những cái clip mà có ích hơn để giúp các bạn tiếp cận cái ngôn ngữ PHP này và các cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu mà liên quan đến nó một cách nhanh nhất. Xin cảm ơn.